Mời bạn nữ. Mời bạn nam. Chào em. Rồi, mời bạn gái giới thiệu. Em tên là Vi Vũ. Hiện nay em 23 tuổi, em tới từ Bình Thuận và em đang làm lễ tân cho công ty du lịch Á Đông Video Tour ạ. Dạ, em xin tự giới thiệu, em tên Huỳnh Quang Toàn. Hiện tại em 28 tuổi và em đến từ Phú Yên. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Và nghề nghiệp em thì đang làm nhân viên kinh doanh bên dịch vụ viễn thông. Tối thì em có đi hát, rồi đi hát từ thiện á. Bây giờ mời bạn gái giới thiệu về ưu điểm và khuyết điểm của mình. Dạ, ưu điểm của em là em biết nấu ăn và em biết ca hát. Em cũng là một người khá là kỹ tính. Còn nhược điểm của em thì em thấy là em hơi kén ăn nè, rồi em dễ giận và nhiều khi lúc mà giận thì em im luôn, em không có nói, nhìn khi là không có giải quyết được vấn đề. Mời bạn trai, ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Dạ, ưu điểm của em thì vui vẻ, nói chuyện cười suốt ngày, rất là yêu con nít. Còn dạ. Điểm yếu là gì? Hình như nó hơi nhát đúng không? Hơi rung đúng không? Dạ, em rung. Điểm yếu của em thì em hát suốt ngày thành chắc là cũng phiền mọi người. Hát suốt ngày vậy đó hả? Thôi giờ hát thử hay không, vấn đề là hát hay hay không kìa. Dạ. Nào. Em hát cái bài này chắc nó cũng nguyên nhân dẫn em ế. Dạ. Tên của tôi biệt danh anh Ba Khía, sông nơi ruộng đồng quê hương có dòng sông. Miền Tây dùng đất phù sa, quanh năm mưa nắng gian nan bên ruộng đồng. Yeah, yeah. Nơi sớm trên làng bên ai cũng biết, nổi danh miệt vườn anh Ba Khía miền Tây. Nước da nâu đẹp trai mà dễ mến, làm bao thôn nữ ngất ngây men tình. Yeah, yeah, yeah. Giọng hát rất là ấm áp ngọt ngào. Bạn nam hát hay quá chị ơi, mà em thích mấy bạn hát hay á chị. Vậy á hả? Dạ. Bạn gái hát tiếp đi. Em không biết sao nhưng mà cái gu của em là hay hát mấy bài nhạc buồn, nghe xong muốn tự tử luôn ha. Cho nên hôm nay chắc em sẽ hát một bài nhẹ nhàng. You can take it, just don't break it. All my world will fall apart. You are my first romance, and I'm willing to take a chance that your life is full, I still be loving you. Yeah. Rồi, cặp đôi này hát là coi như hát cả ngày luôn vẫn được ha. Hai bạn rất là dễ thương. Bây giờ tới tình duyên đi. Mình trải qua được mấy mối tình rồi em? Dạ, em trải qua một mối tình chính thức kéo dài 3 năm. Thời em còn đi học, vô Sài Gòn em học thì tụi em yêu xa á chị. Cho nên là tự đó là chia tay. Bây giờ mời bạn trai, tình trường của em thì sao? Em thì mối tình chính thức thì chưa có mối tình nào hết. Còn yêu đơn phương thì em có hai mối tình. Lý do sao em đơn phương em nói tao biết à? Em nói nhưng mà ý là người ta không chịu, không chịu quá. Dạ. Em nói sao người ta không chịu? Em nói anh cũng thích em. Chúng nói trên tin nhắn thì nó lãng mạn hơn nhiều. Nói trong tin nhắn hả? Dạ. Bởi vì em không dám nói thẳng. Phải mạnh mẽ lên em. Chứ nói tin nhắn cũng như không. Rút kinh nghiệm mới tình này là mình phải quyết liệt lên nha em. Mình thích là mình nói thích. Chứ... yêu là nói yêu. Dạ. Không phải yêu thì nói một điều cho xong. Rồi. Bây giờ bạn gái muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Dạ, mẫu bạn trai của em cao tầm 1m7, có trách nhiệm. Muốn tìm một người yêu như thế nào? Dễ thương, nước da thì trắng, người có... ý có xu hướng gia đình đó. Còn gì nữa không? Dạ hết rồi, nhưng mà bạn nữ bên kia nói em 1m7 đúng không? Là em thiếu rồi, chết rồi. Dạ không sao anh. Sao đâu em. Dạ. Có những cái nó sẽ bù lại cho cái chiều cao của mình ha. Dạ. Bây giờ trước khi chị qua gặp thì chị muốn hỏi em là cái điều gì em không thích ở người bạn trai? Dạ một người nhậu nhẹt hút thuốc, một người không biết giữ lời hứa. Em có nhậu nhẹt hút thuốc không em? Dạ mấy cái đó thì em không ạ. Từ mối tình đầu tiên làm em không bao giờ đụng bia rượu luôn. Wow. Vì mối tình đó em hút một lần hai xì rượu luôn. Tức là buồn quá đúng không?
Dạ do em yêu chị đó lớn 2 tuổi á, chắc là ba mẹ chị đó không chịu. Qua Tết là chị đó giống như lánh mặt em á, em buồn quá. Trước là làm... Nói chung là em uống 2 xì rượu. Dạ. Rồi sao nữa, cái kết quả sau khi uống 2 xì rượu bị cái gì mà sợ luôn tới giờ? Trời, 2 xì rượu đế á chị. Trời, em say mấy ngày luôn á. Tởn luôn, tới giờ là bỏ hẳn luôn đúng không? Tốt, dạ. Bỏ rượu là tốt. Rồi. Nhưng mà bây giờ nếu mà quen nhau mà được thì bao lâu mới tiến tới hôn nhân được? Chị em nghĩ khoảng 2 năm. 2 năm. Dạ. Em có điều gì em không thích ở người bạn gái không? Bạn gái thì nói chung giả dối thì ai cũng không thích hết. Ừ. Rồi bạn gái không... Tự nhiên em quên rồi. Bạn trai sao mà nhút nhát quá vậy? Ủa, ca sĩ mà sao mà phải dạng gì vậy? À, bởi vì tao mới ế, đúng không? Dạ. Bây giờ hy vọng hôm nay mình sẽ gặp duyên anh sân khấu này nha. Dạ. Nào, anh xem. Ồ, bạn gái rất là xinh. Dạ. Anh kia anh hiền quá. Dạ. Nhưng anh hay đi hát, em có ngại chuyện không? Dạ không, mà có gì anh dắt em theo luôn cũng được. Dắt theo được đúng không? Dạ. Chứ đi mình cũng hơi mà. Dạ đúng rồi, nguy hiểm. Nguy hiểm ha. Dạ. Có gì em xin cho nó hát luôn. Hay quá, không uống rượu nè, không uống thuốc nè, không có trai gái luôn. Đúng chưa? Dạ. Anh ơi, mà cho em hỏi anh có gia trưởng không anh? Không. Gia gì nói gia. Gái nói mà gia, nói gì mà gia trưởng. Dạ. Anh thấy được đó. Cảm ơn. Đàn gái dễ thương ha, đàn trai cũng dễ thương luôn. Hôm nay mình có đi với người thân không em? Bây giờ mình sẽ hỏi với người thân nha. Dạ em đi với ba chị ruột của em chị. Ồ, à, chào ba chị gái. Dạ em chào anh Nguyên Linh, chị Cát Tường và các quý vị khán giả. Em là Trúc Vũ, chị gái của Baby Vũ. Chị ba thấy là bạn nam chung là khá là dễ thương, hiền. Thích con nít nữa là có vẻ là một người sống có trách nhiệm. Và có vẻ là bạn đó là nói ít làm nhiều, không có cần phải nói những lời hoa mỹ nhưng mà người ta sẽ làm cho mình những cái điều được quan tâm tới mình, tốt với mình, nên cái đó là ưu điểm lắm luôn. Chị ba cũng thích như vậy nữa. Em xin hết ạ, em cảm ơn. Cảm ơn chị ba. Bạn trai đi với ai? Dạ hôm nay em đi đến bạn thân của em. Rồi, chào bạn. Chào anh Vương Linh và chị Cát Tường. Và chào bên gia đình bên bạn gái và toàn bộ khán giả. Thứ nhất là vì Toàn thì không may thì cha mẹ Toàn thì mất sớm, nên là Toàn đã có tính tự lập rất là cao. Là em chơi Toàn từ nhỏ đến lớn, bây giờ thì tính tình như thế nào là em biết hết. Tứ tự tưởng là nó không có rồi. Bạn bè mình đi nhậu rú rẻ, rú rơi mình đi không thì nó không bao giờ có. POI rất là dung tình, rất là si tình. Bạn nữ này có thể là gửi gắm được cái con tim mình cho. Còn riêng về bạn nữ đây thì nhìn rất là nhỏ nhắn xinh xắn, rất là đáng yêu, đặc biệt rất là lanh. Bù lại cái nhút nhát của Toàn thì rất là hợp. Dạ. Đó. Rồi, cảm ơn. Dạ, em cảm ơn anh. Rồi, ý kiến của hai bên như vậy. Bây giờ mình quan trọng là mình ha. Trái tim có rung động hay không? Kéo màn lên. Không gian này là của các bạn. Nào, hãy trò chuyện với nhau nhiều hơn. Xin chào anh. Dễ thương quá, hai bạn, bạn nào cười cũng xinh hết. Có món quà tặng em á. Dạ em cảm ơn anh. Không biết là anh thích mẫu phụ nữ như thế nào ạ? Như anh nói á, em thích là dễ thương, da trắng. Dạ, vậy có trắng chưa anh? Đúng rồi, như vậy rất là rất là thích. Dạ, cảm ơn anh. Dạ. Còn em thấy anh sao? Dạ, cách nói của anh rất là thật tình. Em thích cái người mà biết nói và biết hành động hơn là nói không. Anh có còn muốn nói gì nữa không anh? Chúng ta sẽ hò hò như thế nào? Hò thì có thể là do tối anh đi hát. Nhóm anh thì hát thứ 6, thứ 7 cuối tuần á, để ủng hộ cho Bệnh viện Nhi Đồng 1-2 và Bệnh viện Truyền máu huyết học á. Dạ. Nếu mà em cũng đam mê hát thì đi theo nhóm anh. Dạ được á anh. Biết bài Lâu Đài Trần Mái không? Bài gì về tình yêu em hát? Đứng kế bên cô ấy hát để cho cô ấy cảm nhận được xem nào. Đứng nhìn vào cô ấy hát, chỉ có hai người thôi. Mỗi sớm mai khi thức dậy, anh nói rằng hãy yêu anh và bên anh người nhé. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, để hứa với nhau một câu sẽ đi tròn tay cuối con đường. Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi, thì đôi ta cũng sẽ không xa rời.
hai bạn dễ thương lắm. Tôi nghĩ rằng đây là một cặp đôi hoàn hảo đấy. Suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình nha. 1 2 3. Nắm tay nhau. Nói với chị, mấy chị điều gì đi, em trai. Sau này nếu mà được kết duyên với em á, thì anh chắc chắn hứa sẽ chăm sóc suốt đời. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, để hứa với nhau một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường. Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi, thì đôi ta cũng sẽ không xa rời. Hay quá. Tôi muốn làm vậy chi để các bạn không bao giờ quên giây phút này, và tất cả mọi người cũng không bao giờ quên giây phút này. Những giây phút thật sự là xúc động. Chúc các bạn hạnh phúc. Đây là những chiếc vé xem phim của hệ thống Cùng Rạp Cinemax 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Đừng buông tay ra, nắm tay nhau một chặt. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Nắm tay em thật chặt. Gửi tặng hai bạn máy nước nóng hiệu Atlantic. Máy nước nóng hiệu Senton với tổng trị giá là 7 triệu đồng. Cũng nắm tay nào. Nắm tay thật chặt. Xin phép hai chị cho chúng tôi đi xem phim nào. Xin phép hai chị. Dạ ok chị. Rồi hai em đi đi. Để em rất thích coi cái phim kiếm hiệp và em có biết được một số cái giọng nói của các nhân vật ở trong phim. Giọng đó, đúng không? Đúng. Mời bạn nam. Rồi đi bạn. Mời bạn nữ. Giờ mình giới thiệu về mình đi bạn. Em họ tên đầy đủ là Lê Văn Trường. Hiện tại em đang sinh sống tại Thủ Đức và công việc chính của em là làm trong phòng chuẩn bị sản xuất thuộc công ty của Việt Tiến. Dạ. Sản xuất quần áo đúng không bạn? Dạ. Rồi quê em ở đâu em? Dạ quê em ở Ninh Thuận chị. Rồi bây giờ mời bạn gái giới thiệu. Dạ em xin chào anh Quỳnh Linh, chị Cát Tường và bạn nam bên kia. Em xin tự giới thiệu, em tên là Phạm Thị Tuyết, năm nay em 26 tuổi, quê em ở Đồng Nai và hiện tại em đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Công việc của em là làm bên kế hoạch của một công ty may ạ. Dạ. Coi như là cũng liên quan đến nhau đó, quần áo luôn đó. Dạ. Em ở quận mấy vậy em? Dạ em ở quận 12 anh. Gần không em? Dạ cũng gần không. Rồi bây giờ điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Về điểm mạnh của em thì là em siêng năng, em biết kiên nhẫn và biết quan tâm đến mọi người xung quanh. Em cũng biết nấu ăn á, nhưng mà không có được giỏi lắm. Về điểm yếu của em á thì em hơi nóng tính một xíu. Thí dụ như mà em đi làm về á mà em thấy nhà cửa mà bừa bộn á, em bực lắm. Rồi điểm mạnh điểm yếu của chàng trai mình là gì nè? Điểm mạnh của em thì tính em nhiệt tình, luôn luôn giúp đỡ người khác. Mà đôi khi mình nhiệt tình quá thì người ta tưởng là mình có ý đồ gì với người ta. Em thì có cái khả năng vẽ tranh thư pháp trên trái cây. Mấy cái dịp Tết thì em thường tham gia mấy cái hội để em vẽ. Rồi, vậy là giỏi đó. Khuyết điểm? Em còn một cái ưu điểm nữa chị Cát Tường. Còn nữa hả? Ta chưa kể hết ưu điểm mà hỏi khuyết điểm rồi. Kể lẻ lên. Để em rất thích coi cái phim kiếm hiệp và em có biết được một số cái giọng nói của các nhân vật ở trong phim. Giọng đó, đúng không? Dạ giọng đúng. Dạ. Rồi thử nói vài câu coi. Em còn một cái nữa. Nữa hả? Tiếp tục đi. Em thì sống tự lập từ nhỏ nên những việc mà bạn nữ làm được thì em đều làm được hết. Nhưng mà có một cái em làm không được. Gì? Xin coi, xin coi. Đi. Trời ơi, ông đẻ được luôn nữa thôi, khỏi em mà nói đẻ luôn được rồi. Luôn khỏi nói ngồi đây chi. Dạ. Rồi bây giờ giả giọng thử coi sao. Tất cả mọi người ở đây hôm nay chậm tới đây ban một cái chiếu lệnh tuyển một người tổng quản thái giám, người hãy ban chiếu lệnh. Dạ hoàng thượng, ông mời bà mối Cát Tường tiếp chị. Tiếp chị. Dạ thái giám nghe. Phụng thiên thừa dẫn hoàng đế chiếu giết. Hôm nay ta tới đây muốn tìm được một ý chung nhân của mình để cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc. Dạ có em. Nếu mà được thì mà ta cũng nói. Nói đi. Đây là lần đầu tiên ta tham gia và cũng lần đầu tiên ta tỏ tình với bạn gái. Không biết làm sao nhưng hy vọng là quý vị khán giả có gì sai sót có thể bỏ qua cho ta. Và mong rằng cái chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò này là một chương trình rất là bổ ích. Nhớ nhấn like và share cho mọi người cùng xem để cùng nhau tìm một nửa của mình.
Cũng có duyên ha, nhưng mà hơi căng thẳng xíu. Nếu mà bình tĩnh bà còn làm tốt hơn đúng nữa rồi. Mốt mà làm lại đi, anh đóng thái giám cho. Đó là thế mạnh của em đúng không? Rồi. Dạ. Rồi thế yếu. Em sợ con gián, con bồ xích. Bồ xích nó thúi lắm, nó hồi lắm. Đúng sợ, rồi đúng rồi. Em có một lần em ăn cái tô bún mà em ăn rất là ngon đến cuối cùng ấy... Em ăn trúng bồ xích đúng không? Dạ đúng rồi. Nó ngon à? Dạ không, em ảnh luôn. Tao quá đâu, nó ấn tượng lắm. Em đi xe em hay nói nhảm một mình á. Tại vì lúc mà hồi xưa em có một thời kỳ là em đi làm rất là xa, thì mình mệt mỏi hay buồn ngủ thì em chọn cái cách là mình độc thoại, mình tự nói chuyện với mình. Sao không hát đi, tự nhiên nói chuyện với mình ta nói khùng á. Em có chí cầu tiến rất là nhiều. Ở một giai đoạn thôi, em cần một cái bạn nữ ở phía sau mình ủng hộ mình. Em nghĩ đó là một cái phương pháp tốt nhất dành cho em bây giờ. Ủa vậy đâu có tật xấu gì đâu. Là cái gì? Dạ là em hơi nản chí giữa cái cuộc. À nản chí. Hơi nản chí hay bỏ không cuộc giữa chừng đó. Á. Mẫu người lý tưởng của em là gì? Thứ nhất là bạn đó phải gọn gàng sạch sẽ. Ừ. Và thứ hai là bạn đó là không gia trưởng, không nóng tính và không keo kiệt. Với lại em cũng thích một bạn nam là biết nấu ăn. Về hai người sẽ cùng làm chung cùng với nhau. Hoặc là nhiều khi mà em đi làm em tăng ca á chị, hoặc là em đi công tác á, thì có thể bạn đó ở nhà thì có thể là tự nấu ăn cho mình được. Ừ. Bây giờ em thấy ra ngoài á, ăn thì nhiều quá thì cũng không có tốt. Có cái điều gì em không thích ở người bạn trai không? Ích kỷ, không biết quan tâm đến mọi người xung quanh, hay hời hợt đó chị. Hứa đi anh, nếu mà mình hẹn hò thì anh phải quan tâm đến người ta nhiều hơn nha. Dạ, em hứa. Trời, chưa gì hứa rồi. Cái người nào mà hứa nhanh gì là không được. Em phải từ bình tĩnh để xem nói chuyện một hồi như thế nào mình, thấy không? Dạ. Mình hứa vậy, hứa nhanh quá ta nói hứa lèo. Bây giờ em muốn mà tìm mẫu người bạn gái như thế nào? Phải biết giúp đỡ mọi người xung quanh. Ừ. Và đặc biệt là người già và trẻ em. Rồi, có, bên này có. Không có nhuộm tóc nó nhiều màu á, em thấy nó khó chịu. Anh ơi, em hơi nhuộm tóc. Em có nhuộm màu vàng, được không anh? Không, nhuộm tóc nó đẹp chứ có gì đâu em. Bây giờ thời buổi hiện đại rồi. Dạ, em chứ... chào chị. Thí dụ nhuộm giống chị Tường vậy nè, nó chút xíu vậy nè, được không? Dạ, đẹp mà. Ừ. Còn điều gì nữa không? Điều gì không thích ở người bạn gái nữa không? Hay xe xu đua đòi dạ. Chuyên diện. Dạ. Mỗi người con gái mà em nghĩ á, là biết cách dung hòa giữa truyền thống và hiện đại. Ví dụ mình đi ra ngoài đường, mình ăn tiệc hay mình dự cái gì đó thì mình có thể ăn mặc nó thoáng một xíu. Nhưng mà về nhà rồi á, thì cũng có con cái rồi thì mình hơi mặc bình thường một xíu thôi. Đôi lúc mình mặc thoáng quá thì con cái nó bị ảnh hưởng theo thì em lo. Nói chung phải tùy đúng chỗ đúng nơi. Dạ, đúng, dạ, đúng, ăn diện có lúc đúng không? Dạ. Chàng trai này hơi khó tính. Hơi gia trưởng đây. Dạ không, em không có gia trưởng. Rồi bây giờ lấy nhau về thì lập nghiệp ở đâu? Mình có làm dâu gì không? Em lập nghiệp ở Sài Gòn luôn. Chắc là không làm dâu, có thằng em của em ở nhà rồi. Ừ, vậy là mình lập nghiệp thành phố luôn đúng không? Dạ. Bây giờ mình chưa có nhà cửa gì hết, mình có cái kế hoạch là làm sao phát triển kinh tế, bao nhiêu năm thì mình sẽ mua nhà để an cư lạc nghiệp không? Dạ có chứ chị. Bao lâu? Dạ 5 năm. Phải cố gắng an cư lạc nghiệp còn cho con cái nữa ha. Dạ đúng rồi. Thôi cơ bản là chị thấy em nhà trai là được. Dạ. Sắc. Để em đại diện nhà trai qua xem mắt nhà gái coi sao nha. Dạ anh xem giùm em. Em chào anh Quỳnh Ly. Chào em gái. Dạ. Nãy giờ em nghe chàng trai bên đây nói chuyện như thế thì em tưởng tượng anh ấy là một người như thế nào? Ừ. Theo em tưởng tượng của em thì anh ấy chắc là hơi mập mập một xíu. Tóc tai chắc gọn gàng. Mà em nghĩ là bạn nam bên đó mặc áo sơ mi màu xanh. Ừ. Dạ. Nó hơi trắng trắng chút xíu. Chị áo sơ mi màu xanh đó. Màu xanh nè. Ừ. Anh hỏi em nha. Dạ. Nếu một chàng trai mà cũng hơi khó tính như thế thì làm gì để em có thể giải quyết được vấn đề khó tính ở người chồng của mình? Thì em nghĩ chắc là chỉ có một cách duy nhất là khuyên bảo từ từ thôi. Ý là hôm nay mình nói một ít, ngày mai mình nói một ít. Nói hoài vậy đó hả? Ta gọi là càm ràm đó. Nếu người nào khó tính quá thì mình dễ tính là xong, có gì đâu. Không, nhưng mà anh, giống như là có một số chuyện á, thì mình có thể dễ tính. Nhưng mà có một số chuyện á, thì mình không thể nào dễ tính được. Ừ, được rồi. Thôi được rồi, hôm nay anh nghĩ rằng cũng duyên số ha. Bạn gái cũng dễ thương em. Dạ. Được rồi, bây giờ quan trọng là hai đứa gặp mặt thôi. Dạ, hôm nay em đến đây cùng với em gái của em. Em chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường, chào anh bên này với lại chào bên nhà trai ạ. Thì em là em gái của chị Tuyết ạ. Tính của chị rất là hiền. Khi mà mới tiếp xúc ở bên ngoài á, ai cũng nghĩ là chị khó tính. Anh bên này á thì làm sẽ khá là phù hợp á, tại vì chị em thì tính hơi nhút nhát và ít nói. Thì anh bên này á thì cũng hài hước, vui vẻ. Thì em nghĩ là hai người sẽ bù trừ cho nhau được. Thì em mong là cả hai cùng bấm nút để cho nhau cơ hội ạ. Cảm ơn em gái. Em đi với ai? Dạ em đi với bạn thân của em. Bạn thân. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào bạn gái và chào gia đình bạn gái và mọi người ở trường quay ạ. Mình là bạn thân của trường trong nhiều năm rồi. Ở vị trí một người bạn á, thì mình thấy trường á, là một người chân thật, biết suy nghĩ, trách nhiệm với gia đình. Ở đây thì Hà thấy bạn gái nãy giờ bạn sẽ hiểu được và sẽ ủng hộ cho trường về vấn đề này. Rất hy vọng là hai bạn sẽ có cơ hội tìm hiểu nhiều hơn. Người bạn thân có vẻ
bạn thân mà bạn gái em thấy sao? Cổ ảnh nhiều bạn thân lắm mà toàn bạn gái không à? Chị ơi, nhưng mà là bạn gái này là quen nhiều năm là bao nhiêu năm hả chị? À, quen với trường thì cách đây là cũng khoảng là 8 năm hơn rồi. Nếu 8 năm á, nếu mà hai người mà có thích nhau á, thì có yêu nhau á, thì bây giờ thì bạn Nam đã không đến chương trình này rồi. Em nghĩ là như vậy. Hay quá. Thôi, bây giờ mình kéo màn lên cho hai bạn gặp mặt nha. Dạ. Thoải mái lên chàng trai. Bây giờ quan trọng là hai bạn thôi đó. Gia đình rồi, ý kiến rồi xong hết rồi ha. Không gian này là của các bạn đó. Rồi, mời hai bạn. Chào bạn. Dạ, chào anh. Anh đến chương trình này anh có cái món quà tặng em. Dạ vâng, dạ em cũng có một món quà muốn tặng anh. Rồi, cảm ơn em. Lúc nãy giờ thì anh đi ghé rất nhiều cái shop, nhưng mà anh vô cái shop anh thấy cái bông hoa này là nó đẹp, anh lựa nó rất nhiều rồi. Nhưng mà đôi lúc thì mình lựa chọn thì nó không có được vừa ý cho lắm. Và anh thấy hôm nay á, bông hồng đẹp nhất là em. Anh nghĩ sao nếu như mà em hơi ít nói một xíu và em hơi thụ động á? Thì em mới nói thì anh nói nhiều một xíu. Và anh cảm nhận như thế nào về em qua nãy giờ anh Quỳnh Linh với chị Cát Tường nói? Thì anh thấy em, mới đầu anh nhìn anh thấy em dễ thương, cũng khá là hợp với cái người giống anh. Nhưng mà anh không biết em có chấp nhận được với một người mà lo cho công việc hơi nhiều xíu, mà anh hơi nhút nhát về cái vấn đề mà bày tỏ. Đôi khi mình không nói ra được. Thực ra thì theo em nghĩ á, nếu như mà anh hơi nhút nhát về bày tỏ bằng lời nói á, thì anh có thể bày tỏ bằng hành động, không nhất thiết là phải bằng lời nói. Bởi vì thực tế là em á, khi mà bày tỏ tình cảm mà bằng lời nói á, em thấy em cũng ít. Chủ yếu là em thực hiện bằng hành động mà. Anh thì ba mẹ cũng hối lắm rồi. Thì lúc đầu Tết về ăn Tết thì ba mẹ cứ nói mày cưới vợ đi để tao có cháu bồng. Em thì em thấy ba em hút thuốc nhiều quá, em lo cho sức khỏe của ba em lắm. Cái sao đang kể chuyện cho bạn gái mà xưng em vậy? Không, em quên, nhìn chị cái tường. Thì thực ra thì em cũng vậy. Tại vì năm nay em 26 tuổi rồi. Em về quê thì mẹ em cũng hối á. Ngày nào mẹ em cũng điện thoại em hối hết á. Ví dụ như nếu mà kết hôn rồi thì em có việc phải ở với gia đình không? Anh có phải ở rể không? Nhà em thì có ba chị em gái. Nhưng mà bố mẹ em thì không có quan niệm là nhất thiết phải ở rể hay không ở rể. Tùy vợ anh và em thôi. Anh sợ rể à? Không. Em cảm nhận anh từ nãy giờ như thế nào? Cảm nhận thì anh vui tính, anh rất là dễ thương. Cảm ơn. Anh thì anh sợ rán rồi sợ mấy con đó, còn em thì em chẳng sợ con nào hết. Ngày con rắn thì cũng không sợ nữa. Dữ dằn ha. Con gì anh cũng không sợ. Bạn gái nãy có nói á, là bạn ấy cũng không cần phải nói, hành động thôi. Thì bạn có thể hành động điều gì đó rồi bạn gái tin rằng bạn có tình cảm với bạn ấy. Hành động đi em. Cho anh nắm tay em được không? Rất là ấm chị Thường. Em đang rất là run. Nắm tay cũng chưa chắc là phải yêu đâu. Chúng ta để tay vào nút bấm đi các bạn. Giống như yêu cầu của bạn nữ là không cần nói, chúng ta chỉ cần hành động thôi. Và bây giờ hành động của các bạn như thế nào đây? Để biết hai người hẹn hò và yêu nhau sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng các bạn. Bắt đầu từ bây giờ chúng ta đã chính thức hẹn hò với nhau rồi đấy. Nắm tay nhau đi nào. Bây giờ em gái cảm giác thế nào khi mà chàng trai làm những hành động đó? Hơi hồi hộp anh. Hôn cô gái đi nào. Anh xin phép. Đó, tuyệt vời. Vậy nha em trai. Dạ. Mạnh mẽ lên. Đây là những vé xem phim gửi tặng cho hai em ở cùng đập Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Quà tặng dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang cấp Bộ TX trên toàn quốc. Đây là quà tặng một cặp gối cao su thiên nhiên Đồng Phú thuộc tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam và một phiếu giảm giá 25% nếu như các bạn đồng ý kết hôn với nhau. Gửi tặng hai bạn phần quà của nhà tài trợ Human Gel. Sớm báo tin vui cho chúng tôi nha. Người lạ ơi, hãy cho tôi mượn bờ vai gì đó. Người lạ ơi, xin cho tôi mượn bờ vai. Dạ, cho em mượn bờ vai là em dựa liền luôn đó. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay. Xin mời quý vị. Mời bạn nữ.
Mời bạn nam. Ngồi đi em. Rồi, mình giới thiệu đi em. Lời đầu tiên em xin chào chị Cát Tường và chú Quỳnh Linh. Chào tất cả mọi người. Chào bạn nam bên kia mà. Rồi, mình tên gì em? Dạ, em tên là Nguyễn Thị Linh, em năm nay 26 tuổi. Con tên Linh luôn hả con? Dạ, em đang làm kế toán tại công ty xây dựng ở bên Bình Tân ạ. Làm kế toán hả? Dạ. 26 tuổi mà tôi tưởng 16 tuổi, tưởng chưa đủ tuổi tham gia chương trình chứ. Quê em ở đâu? Dạ, em sinh ra và lớn lên ở Đắk Lắk. Và quê gốc em thì ở Hà Tĩnh. Và hiện tại là mình đang làm việc ở bên, sống và làm việc ở Bình Tân ạ. Bình Tân. Dạ. Rồi, mời bạn trai. Dạ, em xin chào khán giả chương trình và chào hai MC Cát Tường và Kiền Linh. Và đặc biệt là Quyền Linh là MC em hâm mộ nhất. Cảm ơn em. Em tên là Đặng Quốc Uy. Em năm nay 31 tuổi, em quê ở Sài Gòn. Công việc làm của em là nhân viên văn phòng. Uy hả? Uy uy, uy tín anh. Uy tín hả? Dạ. À. Rồi điểm mạnh điểm yếu của em là gì vậy? Dạ, điểm mạnh của em là em không uống rượu, không hút thuốc lá. Tốt. Không cờ bạc. Hay quá. Và điểm yếu của em là đôi khi em hơi cấu gắt. Hơi gì? Cấu hả? Hơi cấu hả? Người hiền thế này mà cũng hơi cấu nữa hả? Dạ. Mời bạn gái, ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Ưu điểm của em là sống rất là biết quan tâm người khác. Em là một người rất hòa đồng. Cũng hay nói nhưng mà chỉ với người quen thôi. Còn gặp người lạ thì em cứ như là bị lạ chị. Nên mình không có quen nói chuyện nhiều với người lạ. Ngại tiếp xúc người lạ ha. Dạ. Người lạ bây giờ mới là quen đó. Người lạ ơi, hãy cho tôi mượn bờ vai gì đó. Người lạ ơi, xin cho tôi mượn bờ vai. Dạ, cho em mượn bờ vai là em dựa liền luôn đó. Trước lạ sao quen ha. Dạ chú. Bây giờ con cho chú biết là con đã trải qua mấy mối tình rồi. Dạ chú Quỳnh Linh, con trải qua 2 mối tình rồi ạ. Một mối tình là năm con mới đi học cao đẳng đầu tiên á. Thôi yêu dạ. Sớm vậy. Còn một mối tình là cách đây 3 năm rồi ạ. Lý do quen được bao lâu rồi, lý do sao chia tay? Dạ bọn con quen được 1 năm nhưng mà do con bị tai nạn á. Nên con về nhà rồi, nói chung là xa về khoảng cách địa lý nên bọn con quyết định dừng lại. Nói chung là tình yêu chưa đủ lớn cho dạ, nên là rồi. Chưa có giữ nhau được. Dạ, à, dạ. Thôi thì thôi, giờ mình có người yêu mới. Dạ đúng, đúng rồi. Rồi, bạn trai tình trường thì sao em? Dạ, em thì nếu như chính xác thì chưa có mối tình nào hết chị ơi. Hả? Chưa yêu lần nào, dạ. 30 mấy tuổi chưa yêu lần nào hả? Dạ, nếu tính ra thích đó, thì hồi xưa thì có học cấp 3, có thích một bạn nữ. Từ năm lớp 10, lớp 12. Rồi trong cái công việc hàng ngày không có gọi là thổn thức với một trái tim nào khác giới nữa hả? Dạ, do em cũng đi làm với lại em tham gia hội đoàn á. Cho nên là em chỉ tập trung vô những cái đó thôi. Đi làm rồi về tham gia hội đoàn rồi đi tập thể thao này nọ thôi. Vậy tình trường tuy là lớn tuổi hơn rồi cô gái nhưng tình trường là nhỏ hơn, ít hơn cô gái luôn. Rồi không có cái tình trường, không có kinh nghiệm gì hết trơn rồi làm sao rồi biết hôn chăm sóc bạn gái rồi biết không? Dạ cái đó thì tôi em không có tình trường nhưng mà em biết quan tâm chăm sóc với người khác chị ạ. Rồi bây giờ em muốn tìm mẫu người bạn trai như thế nào nè? Một người bạn trai của em là anh ít nói, chủ động trong công việc, có trách nhiệm với gia đình và đặc biệt là không hút thuốc. Uống rượu thì có thể nhưng mà mình uống cái vừa phải để giữ sức khỏe cho mình thôi. Anh khỏi có mấy cái đó rồi mình yên tâm. Dạ. Có cái gì khác nữa không? Có gì khó khó hơn chút? Anh sống giải tính một xíu tại em là người khó tính, hơi khó một xíu thì anh nên giải tính. Dễ chứ, mà 31 tuổi chưa yêu lần nào mà khó nữa là coi như là quắc luôn á. Dạ. Bạn trai sao? Tìm mẫu người bạn gái như thế nào? Dạ, mẫu người bạn gái của em là hiền, nhiều chuyện nhưng mà không hiền nhiều chuyện là sao? Nói nhiều nhưng mà không có nhiều chuyện. À, gái thì kỹ tính chút xíu, biết kính trên nhường dưới, quan tâm với lại mọi người trong gia đình. Điều gì em không thích ở người con gái? Nói nhiều chị. Giữ với nói nhiều chị. Giữ hả? Dạ. Có giữ không cưng? Dạ không, em không có giữ nhưng mà ảnh vừa kêu là thích con gái nói nhiều mà. Nói nhiều nhưng mà không phải nhiều chuyện. Không có nhiều chuyện á em. Dạ. Nói nhiều em... nói chuyện của mình thôi, đừng nói chuyện thiên hạ. Em nói hơi nhiều nhưng mà chắc không có nhiều chuyện. Vậy dạ. Được rồi. Để chị qua chị coi. Chào chị. Chào anh. Sao mà lúng đồng tiền rồi ha. Trời ơi. Chị Cát Tường hôm nay xinh quá. Cảm ơn em. Hôm nay tóc em lạ quá. Tóc em lạ quá. Bao giờ mình tiến tới hôn nhân được? Dạ nếu như hợp thì sẽ 1 năm tới 1 năm rưỡi chị. Em cái mẫu người em được đặt ra có cái mẫu người lý tưởng giống như ai không? Na ná chị cũng được rồi. Chị á hả? Dạ. Chị dữ lắm. Dễ thương. Chị nhiều chuyện nữa. Nhưng mà không quá nhiều chuyện là được rồi. Quá luôn quá. Chị quá luôn.
Chị lo chuyện thiên hạ không à? Trời ơi, nhờ chị lo chuyện thiên hạ vậy mà em mới được lên chương trình này đó. Lành quá ha. Dạ. Được. Cũng lành lắm rồi. Em hình dung bạn nữ bên này như thế nào? Nghe chị nói nhỏ nhắn thì em nghĩ là chắc cũng dễ thương. Dạ. Vậy thôi. Vậy thôi ha. Em đoán vậy thôi. Đoán vậy thôi ha. Em sẽ bất ngờ. Để anh qua kiểm tra đàn gái sao. Dạ dạ, anh qua giùm em. Chào chú Quyền Linh đi con. Dạ. Chào con. Dạ chào chú. Chú chào con. Dạ chú, chào chú Linh. Con đâu có nhỏ nhắn gì lắm đâu. Hả? Con có mít lưỡi. Con có hay ghen không? Dạ con ghen dữ lắm. Nếu con ghen là con làm gì nè? Con giận, con không có nói chuyện gì á. Vậy mà giữ gì? Dạ không, nó không nhắn tin, không nói chuyện gì hết. Mà đụng đến con đó con quạo lên nè. Quạo con làm gì nữa? Dạ con gạo thôi, là hết giận là hết gạo. Đâu có gì dữ đâu. Dễ thương lắm. Dạ. Hôm nay là em đi với ai nè? Dạ hôm nay em đi với mẹ và dì dượng của em cùng với hai đồng nghiệp cùng công ty. Mẹ, dì dượng, đồng nghiệp nữa. Dạ. Đồng ha. Cả nhà rồi, luôn cho, ha. Cho gặp mẹ em. Dạ, dạ chào, chào cô. Trước tiên xin chào thân thiện đến chú Quyền Linh và cô Cát Tường. Dạ. Cùng bạn trai và gia đình bạn trai cùng toàn thể các bạn. Cháu Linh bên này thì thứ nhất là cháu là con út nhưng mà cháu cũng rất là lễ phép, ngoan ngoãn và biết cầu tiến. Nhìn bên bạn trai bên này thì cũng là hiền lành. Thì các cháu cứ tạo điều kiện cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Đi đến một cái kết quả đến hôn nhân tốt được là điều rất là mừng. Thế là tôi xin hết ý kiến. Khoan cho gặp mẹ. Rồi, cho gặp mẹ luôn, cho gặp mẹ luôn ạ. Cô từ Đắk Lắk xuống à? Vâng, tôi thì quê ở Đắk Lắk. Nhưng hôm nay thì tôi xuống đây vì chương trình, về cháu, về tất cả các vị mà tôi bị bệnh. Mà cũng muốn có vài câu của mẹ. Vài câu thì con gái tôi là con út tôi thì 5 người con. Thì tôi đến với chương trình này thì cũng mong cả con. Thì xe duyên mà. Thì thương nhau thì kết duyên với nhau. Dạ, cô thấy con rể tương lai thế nào? Thì cũng xứng, nói chung thì cháu thì cũng được. Nhưng mà mình cũng phải tìm hiểu thêm. Mình không phải thấy đỏ mà tưởng là chính. Thì cũng phải hai bên cùng phải tìm hiểu nhau. Dạ, hay đó. Đó là xe duyên. Tôi cảm ơn chương trình. Cảm ơn cô. Thấy đỏ nhưng mà không phải tưởng là chính. Hay. Rồi, bên đàn trai đi với ai? Dạ, em đi với ba, với lại ba người em của em ạ. Dạ, cho có bác trai nữa. Dạ, gặp, chào bác ạ. Trước tiên tôi xin trân trọng chào anh Quỳnh Linh, chị Cát Phượng. Dạ. Dạ, Cát Phượng quay và các khán giả trong chương trình. Tôi có hai con trai. Cháu đây là út, cháu là bản tánh cũng hiền lành à, mà tôi thấy cháu gái này rất là dễ thương. Đó, xinh xắn, nói chuyện cởi mở. Đó, thì nếu mà có về làm dâu gia đình, về gia đình mà hai bên đều út hết, út trai út gái thì tôi nghĩ là nó rất là tuyệt vời. Và cũng mong là bên gia đình nhà gái thì cũng tác hợp, nghĩa là cũng rút thêm vào. Dạ. Thì coi như là anh Quyền Linh và Cát Tường đã xây một nhịp rồi, thì còn một nhịp nữa thì gia đình hai bên và hai cháu sẽ làm sao để cho nó hoàn thành nốt một cái nhịp cuối cùng. Chú có thể với bà xui tương lai có thể qua bắt tay cái được không ạ? Dạ. À, đó, hai xui gia gặp nhau rồi, hay quá. Biết đâu á là chúng ta sẽ thành thông gia với nhau ha. À, cảm ơn chú, cảm ơn cô rất nhiều. Rồi bây giờ tới hai bạn nha, cố gắng mình tìm hiểu nhau, gia đình hai bên là ủng hộ hết rồi ha em ha. Cố gắng người nha. Tôi bình thôi. Rồi. Kéo màn lên. Nào. Rồi. Bắt đầu. Dạ, chào anh. Anh có cuốn sách tặng em. Dạ, em cảm ơn, tặng anh con gấu bông nha. Ờ, cảm ơn em. Dạ. Vì tặng một cái quyển sách mà anh thấy rất là ý nghĩa. Đó là hiểu về trái tim ha. Để anh giới thiệu cuốn sách này chút. Dạ. À, đây là cái chữ của anh và cái chữ ký của anh. Ở đây là trái tim nha em, không phải thận. Dạ. Còn đây là thông tin liên hệ của anh, mọi chi tiết trên đây. Dạ. Có gì muốn tìm làm trên đây hết. Dạ, anh chu đáo quá. Dạ, em cảm ơn anh. Rồi, ngồi, hai bạn ngồi xuống đi. Chúng ta có vài phút để trò chuyện nha, bắt đầu. À, em cảm nhận về anh như thế nào? Nhìn anh rất là chân chắn và cũng rất là đẹp trai nữa. Anh có cảm nhận gì về em không? Nãy giờ anh nghe chị Cát Tường nói bên đó anh cũng ngần ngại. Mà giờ anh xác nhận là em rất là dễ thương. Dạ, em cảm ơn. Anh có một bài thơ trong cuốn mới đọc qua cuốn sách đó anh mới tặng em. Thương nhau thì phải hiểu nhau, hiểu nhau thì phải tin tưởng nhau, mà muốn tin tưởng nhau thì phải thật thà, thật chân thành với nhau. Dạ. Nhưng mà em nói trước nha, em thì hay ghen lắm. Với em thì em không có quan niệm là em gái nuôi, em kết nghĩa hay là
gì đó. Dạ, với em thì những cái đó là không, tuyệt đối là không. Gặp con thì được, gặp con thì được, nhưng mà gặp người khác là không, con không chịu. Sao bạn trai mặt hoang mang vậy? Dạ. Mình có thống nhất với ý kiến của bạn gái không? Không. Đang ngồi suy nghĩ tới mấy cô em nuôi, chị nuôi kia, giờ xử lý sao đây? Lấy vợ lấy chồng hết rồi chị ơi. Hên quá. Anh có quan niệm về con gái con trai không? Ví dụ như mà em lấy anh xong rồi em đẻ con gái không à? Hoặc là con trai không à? Không, chị anh thì anh sao? Con nào cũng là con. Nhưng mà về cái tính nết dễ thương á thì anh thích con gái hơn. Anh cũng thích con gái hơn. Thích trai có được đâu. Lai anh. Bây giờ một câu để ta chốt lại cuộc nói chuyện ngày hôm nay. Mình đang suy nghĩ gì về người đối diện? Mình đang mong muốn điều gì? Trái tim mình đã rung động chưa? Khi mà gặp diện mạo của em á thì anh bắt đầu rung động rồi. Anh thấy là mình có duyên lên đây để mà sau này có một cái tương lai tốt đẹp hơn thì mình sẽ cho nhau một cơ hội. Thì hy vọng tí nữa em sẽ cùng anh bấm nút. Dạ. Bạn gái muốn nói gì nữa không? Còn em thì ấn tượng với anh rất là tốt. Anh một người rất là hiền. Nếu mà tìm hiểu hợp thì chúng mình tới với nhau. Ok. Hay quá. Đặt tay vào nút bấm đi hai bạn. Rồi, chúng ta sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm. Chuẩn bị. Suy nghĩ thật kỹ nha. 1 2 3 Hết thời gian. Hết thời gian. Chúc mừng hai em. Rồi, đầu tiên chúng ta nắm tay nhau đấy. Còn hôn thì cô gái hôn chàng trai trước để học hỏi. Thấy sao? Đã. Đã không? Được không lại? Đã thì làm được, lại. Làm lại. Hay đó. Quá. Rồi, chúc hai em hạnh phúc. Đây là chiếc vé xem phim của phòng gặp Cinebox 212 để chiến thắng. Trên đó xem phim để yêu nhau nhiều hơn. Đây, quà tặng dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang Couple TX trên toàn quốc. Và đây là quà tặng của nhà tài trợ Human Gel gửi tặng hai bạn. Dạ, cảm ơn chị. Quà tặng là một cặp gối cao su thiên nhiên Đồng Phú thuộc tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và một phiếu giảm giá 25% nếu như các bạn đồng ý kết hôn với nhau. Rồi, dù nhiều quà chúng ta vẫn nắm chặt tay nhau nha các bạn. À đúng rồi, hay quá, cô này chủ động nè, ôm con kia nữa kìa. Chúc mừng hai bạn, cố gắng nha. Em thích một người mà nói nhà nhà mà nói ăn nói phải có duyên một xíu. Không thích bạn nào hút thuốc. Dạ, trước thì ngày một gói, tiết chế lại ngày nửa gói. Mời bạn nữ. Rồi, mời em ngồi. Mời bạn nam. Rồi, mình giới thiệu đi em. Dạ, em xin chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh. Chào em. Và em chào tất cả quý vị khán giả. Em tên là Vũ Thị Mỹ. Em năm Mỹ nay... Dạ, Mỹ Nương. Mỹ Nương. Dạ, năm nay em 29 tuổi. Và hiện tại thì em đang làm biên tập viên nội dung của một công ty thương mại điện tử. Em ở Nam Định nhưng mà hiện tại thì đang làm việc và sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, dạ. Mời bạn trai. Dạ, em xin kính chào toàn thể quý vị khán giả, anh Quyền Linh và chị Cát Tường dễ thương cùng người bạn chơi bên kia. Em tên là Trần Quỳnh Nam, năm nay em 30 tuổi, em đang làm bên nội thất, là trang trí nội thất nhà cửa. Em là làm ở quận mấy? Dạ, em làm ở bên Thủ Đức, quận Thủ Đức. Thủ Đức, rồi quê em ở đâu? Dạ, quê gốc của em thì ở ngoài Hòa Bình. Em ở thành phố là ở chỗ nào, làm việc ở chỗ nào? À, em ở Thủ Đức và làm việc ở quận Tân Bình. Thủ Đức luôn ha, vậy là cũng gần cái bên anh kia rồi ha. Phải đi làm tối về Thủ Đức là gặp được đó em. Rồi, thuận lợi trong cái việc hẹn hò. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì Mỹ? Cũng hòa đồng. Cũng biết kiểu quan tâm đến người khác. Còn điểm yếu thì hơi nóng tính một xíu. Lại, khi mà giận lên thì hay im lầm lì xíu. Và mọi người bảo là cái tính đấy thì làm cho mọi người hơi áp lực một xíu. Hơi căng thẳng đúng không? Dạ. Rồi, còn bạn trai, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Cái điểm mạnh của em là em có thể chơi được rất là nhiều môn thể thao. Ví dụ như đá bóng, bơi lội hay là điền kinh. Điểm yếu của em thì cũng khá là nhiều. Đặc biệt là cái vấn đề nấu ăn, là em không biết nấu. Không sao, trai mà, còn gì nữa yếu nữa không? Và hậu đậu nó hay quên đây. Hậu đậu không? Có tật xấu gì không? Hút thuốc. Hút thuốc hả? Dạ. Hút nhiều không? Dạ, trước thì ngày một gói, bây giờ em tiết chế lại ngày nửa gói.
Trời ơi, thôi bỏ bớt đi em, vợ ngày thì từ 3 điếu, rồi từ từ 2 điếu, 1 điếu rồi quỷ diệt nó luôn đi em. Chỉ là tại chưa có động lực thôi, có thì sẽ bỏ. Tại vì em hút em chết được rồi, em hút cái người hút thuốc bị động, người ta chết theo, tội nghiệp người ta lắm. Đây. Đúng không em? Đúng rồi chị. Đúng rồi. Em đúng không rồi. Biết bạn nam nào mà hút thuốc. Cái tướng cũng đẹp trai thế này, lý do tại sao ấy? Trước giờ thì em cũng có 2 mối tình chính thức rồi. Đấy, một cái thời cấp 3 rồi. Yêu được hơn 1 năm thì khi đó em từ ngoài Bắc em vô trong Sài Gòn em học á. Thì từ đó là cũng xa nhau xa rồi. Xa mặt cách lòng. Dạ đúng rồi. Rồi mối tình thứ hai nữa là em vô trong cao đẳng quen hơn 1 năm. Rồi ra trường thì mỗi người một hướng. Dạ. Bây giờ chúng ta phải rút kinh nghiệm để ta có mối tình thứ ba này là mối tình cuối cùng luôn. Dạ dạ. Được chưa? Dạ, thì trải qua bao nhiêu mối tình rồi em? Em có một mối tình thời sinh viên, cách đây cũng lâu lâu rồi. Quen nhau được khoảng 1.5 năm. Và chia tay vì nhà quê anh đấy ở ngoài Đà Nẵng nên là học xong anh đấy về quê để làm việc luôn. Cũng lại là xa mặt cách lòng. Dạ. Mình cũng dễ thương, xinh xắn. Thì lý do tại sao mình vẫn chưa tìm được người cho mình? Thời gian đầu thì công việc nó cũng hơi khó khăn đó. Nên là mình tập trung vào công việc trước. Và bây giờ ổn định rồi. Bây giờ thì ổn định rồi thì có thể là nghĩ đến chuyện lập gia đình. Nhìn lại xung quanh không thấy ai hết. Giờ nghĩ cái người mà cùng lập gia đình với em là người như thế nào? Dạ em thích một người mà có hoạt ngôn một xíu á. Nhưng mà không phải là kiểu mà nói nhiều mà nói nhảm mà nói ăn nói phải có duyên một xíu á. Có duyên nữa hả? Dạ. Có gì luôn. Dạ một người mà vui vẻ, không thích nhậu, không thích bạn nam hút thuốc. Bên đây chỉ kẹt cái hút thuốc ngày nữa gói thôi. Ủa là bạn nam có nhậu không em? Dạ cũng lâu lâu em cũng đi nhậu với khách hàng và mấy anh đồng nghiệp chị Tường. Vậy là để giao lưu đồ được phải không? Dạ đúng rồi. Mẫu người của em, lý tưởng của em là thế nào? Cao thấp rồi trắng đen thế nào không? Một bạn nam cao khoảng 1m7. Ngon lành. Dạ. Ngoại hình thì sáng sủa và ăn mặc thì chỉnh chu một xíu. Dạ. Quá chỉnh chu. Em không thích tính gia trưởng. Gia trưởng. Dạ. Bạn trai có gia trưởng không em? Dạ không gia trưởng nhưng em có quyết đoán và em khá là quyết liệt trong công việc. Tính em khi mà giận giận lên thì hay im im nên là em thì em thích những người mà khi mà nếu mà có giận gì thì phải nói ra xong rồi. Em rất sợ những người mà giận giận để trong bụng xong rồi khi nào mà lúc nào mà nhậu vào bắt đầu nói hết ra. Lúc đấy rất sợ. Ủa sao lúc em giận em im mà em bắt người ta giận người ta phải nói. Bị em phải nói người ta mới nói chứ không để người ta nói mình. Bây giờ cả hai đều phải chia sẻ. Dạ. Giận gì nhau là phải ngồi lại tâm sự chia sẻ với nhau để giải quyết. Em cũng không được im mà người đó cũng không được để bụng. Lúc mà ăn cơn giận thì em im em sẽ không nói gì. Nhưng mà để vậy là để tự điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Rồi. Sau khi mà nó đã qua đi rồi thì em quên luôn mất là em đã giận chị. Có nghĩa là em sợ những người giận thà một là nói hai là quên chứ đừng có để bụng. Rồi lâu lâu mới gặp cơ hội rồi mượn rượu bia vô rồi trào ra rồi trào ra rồi hiểu rồi hiểu rồi. Sao em đáp ứng được bao nhiêu phần trăm đó em? Em nghĩ là em đáp ứng được khoảng 70%. 70% quá rồi. Tốt cố gắng 30% nữa nha. Dạ. Rồi mẫu người của em là sao em trai? Em chỉ cần một bạn nữ hiền là biết yêu thương mọi người xung quanh. Rồi. Và yêu động vật, đặc biệt là em rất thích nuôi chó. Em có thích nuôi chó không? Em hơi sợ chó. Sao vậy? Không có bị chó cắn rồi hay sao sợ chó? Không, tại vì em sợ mấy con vật có lông á. Nên em rất sợ một con chó, em rất sợ động một chó. Người có lông có sợ không? Người có lông thì không. Người có lông thì không mà không, anh nuôi là anh sẽ nhốt lại em ơi. Anh không có thả cho nó chạy đúng không? Nhà em nuôi nhiều chó lắm hả em? Dạ em chào chị. Trời, đẹp trai cao ráo quá ha. Con nuôi cô nàng bên này cũng xinh lắm đó. Dạ. Em có nuôi một con chó Phú Quốc. Dạ thì em là em thích nuôi chó lắm nên là em thấy ai mà đánh đập là em cũng thấy cũng không ưng lắm. Không đánh đập ai đâu mà bị con gái đi đánh nóng quá nó không có đánh đập động vật. Nhiều người lắm. Bây giờ giả tỷ em đang nuôi con chó mà giờ em lấy vợ về cô này về là cổ bắt em phải bỏ con chó đó đi thì em có bỏ không? Không chắc là em không bỏ đâu nhưng em sẽ xây một cái chuồng tức là mình che chắn lại. Bây giờ dễ lắm. Như vậy là mình giữ được mình cả hai. Mình cạo lông, mình cắt tóc cho nó, mình mặc đồ cho nó thì nó hạn chế lông bay. Bây giờ nuôi chó đẹp lắm đúng không? Có quần áo cho con chó nó mặc luôn. Tại đó giờ ế á, không biết chơi với ai chơi thì với chó. Chơi với chó. Có bạn gái rồi thì coi như là phải chơi với bạn gái thôi. Điều gì mà em không thích ở người bạn gái? Em bị sợ bạn ấy, cái thứ nhất là nói nhiều và hai là không có năng động. Em cũng kinh doanh buôn bán nên là cần một người nào đó năng động nó cùng với cái chí hướng của mình á. Thì để xây dựng cho một cái tương lai nó vững chắc. Dự định kết hôn của mình là khi nào? Dạ trong năm nay chị. Trong năm nay? Dạ. Nhanh quá vậy, mình đã chuẩn bị sẵn sàng chưa em? Em trên tinh thần là em chuẩn bị sẵn. Còn có giấu cái tật xấu nào nữa không? Em thì hút thuốc là cái tật xấu em. Cái đó là phải bỏ bớt. Đáng chí hay quên lắm. Với hai nữa ra đường cứ nhìn thấy cô gái nào đẹp đẹp nhìn nghe nghĩa xong chạy xe cái nhìn như là người ta hồi
Mẹ em mấy lần tai nạn. Ghê vậy, chưa có bạn gái thì được nha. Chứ có bạn gái, dạ, em nhìn vậy là mệt mỏi lắm á. Em nghĩ cái này chắc là đức tính của những người độc thân ấy. Cái đó mà nó kêu đức tính. Mà gái mà là đức tính. Cái mức độ đáng trí của em làm cụ thể một việc là như thí dụ gì? À, thì ví dụ như cái chìa khóa xe máy hay là cái điện thoại đó là em kiếm không được. Khi để chế độ mà im lặng chẳng hạn là mất tiêu luôn. Là mất tiêu. Không sao đâu, mấy cái chuyện nhỏ, chuyện làm quên vợ mới là chuyện lớn. Không, bây giờ tôi phải bàn lại với cô này. Cái vụ mà hay nhìn gái đó, em có ghen dữ lắm không? Cái đó là đức tính của đàn ông mà. Em thì không ghen. Không ghen. Dạ. Để tiểu giờ anh đang chở em đi chơi nè, mà em thấy tự nhiên ảnh sao cái đập cổ anh cứ quẹo qua cái hướng khác không à. Cho ngắm thoải mái luôn. Đụng xe đó, anh nói em bị tai nạn mấy lần luôn. Đụng phải bị một lần rồi thì ở, em đang ngồi sau lưng mà em. Chào em gái. Ừ. Tất nhiên cái đẹp thì ai cũng phải nhìn thôi, thậm chí những người phụ nữ thấy người phụ nữ khác đẹp cũng nhìn thôi. Nhưng vấn đề nhìn như thế nào thôi. Nhìn mà tới tay xe thì là không được, cái đó không có được. Nhưng nói vậy thôi, nó còn trẻ mà chưa có người yêu. Anh nghĩ rằng nét đẹp của em đủ để anh ấy sẽ không nhìn những nét đẹp khác nữa. Thì rất xinh gái, anh thấy cặp đôi này là xinh đôi vừa lứa. Trai tài gái sắc đó nha. Theo em để giữ một tình yêu, phụ nữ phải làm gì? Đầu tiên là sự chân thành của mình. Mình phải chia sẻ thật sự. Tiếp theo nữa là phải chăm sóc bản thân mình để mình tự bảo vệ cái hạnh phúc của bản thân mình. Quá đúng. Yeah. Đàn ông nói chứ nói gì nói, cứ thấy đẹp là nhìn em. Nhưng quan trọng cái tâm của mình có hướng về vợ con không mới quan trọng. Yeah. Đừng lo lắng điều đó, quan trọng là bản lĩnh của mình em nhé. Đàn trai thấy đàn gái số 1 rồi đó. Hôm nay em Mỹ đi với ai? Người thân của em là có mẹ, có bác, cái gì, có anh chị và có bạn đồng nghiệp luôn. Ồ, cả nhà luôn ha. Nó gặp mẹ của bạn gái đi ạ. Tôi năm là mẹ của cháu Mỹ. Cô nhận xét về chàng trai bên kia như thế nào cô? Bạn trai hôm này thì cũng thấy có nhiều cái điểm tương đồng với gia đình ạ. Cô có yêu cầu gì con rể tương lai mình không? Cái này thì để rồi là hai cháu nó gặp nhau để nói chuyện với nhau thì hai cháu nó sẽ tự quyết với nhau. Con nói gì với bác gái đi. Dạ con chào cô, hôm nay con đến chương trình này cũng mong muốn tìm được một nửa của cuộc đời mình. Thì cái duyên của con và Mỹ đến đây thì cũng mong cô cho tụi con một cơ hội để tụi con có thể tiến đến một cái tương lai nó dài lâu hơn. Nếu mà em có đồng ý và sau này tiến tới lâu dài thì con sẽ chăm sóc và yêu thương em đến hết cuộc đời. Chị. Dạ em là chị họ của Mỹ, em là người đăng ký cái bạn đăng ký này cho Mỹ mà Mỹ không hề biết. Dạ, tại vì thấy nó cứ một mình nó đi đi về về thấy thương. Chị là có công lắm đó nha. Cặp này thành đôi là nhờ cái ơn của chị trước đó nha. Năm nào cô cũng đi cắt duyên cho Mỹ hết hả? Dạ có nha. Đi cắt duyên cho Mỹ làm sao cô? Như ở ngoài Bắc ấy là con gái mà chưa thấy có duyên đến thì bố mẹ cũng phải lo là đi lễ cắt duyên ạ. Cắt duyên là tới lễ là người ta xin cái gì cô? Dạ xin là như kiểu là mình để xin duyên cho các cháu để nó có duyên, có đôi, có nửa. Rồi kỳ này là coi như duyên đã đến cô nha. Dạ. Phải đến với bạn mối hẹn hò mới có duyên. Cảm ơn cô. Nên nhà trai đi với ai em? Dạ hôm nay em đi với bác ruột của em, với bạn thân, với hai chị. Cho rồi, gặp bác cái gì? Dạ cho gặp bác trước ạ. Dạ kính chào tất cả quý vị trong gian trường hôm nay. Dạ. Chào hai anh chị Quyền Linh và Cát Tường, rất là dễ thương. Dạ cảm ơn. Tôi là bá của Quỳnh Nam. Tôi rất là vui. Hôm nay các cháu cũng đã có được những cái bén duyên ban đầu rồi đấy. Cháu nữ ở bên này thì rất là dễ thương. Và những cái nét mà cháu đưa ra thì thấy rằng là các cháu có thể là sau này cũng có thể hai cháu mà tiến tới được với nhau thì có thể hỗ trợ để mà tăng những cái mặt mạnh của nhau và giảm bớt những cái hạn chế của nhau. Chỉ mong làm sao mà hai cháu bén duyên và có được những cái cuộc hẹn hò và các cháu tiến được tới xa hơn thì gia đình rất là mừng. Dạ cảm ơn bác. Xin cảm ơn chương trình. Dạ. Kéo màn lên cho hai trẻ gặp mặt ha. Rồi không gian đó là của các bạn đó. Hôm nay đến chương trình anh có món quà tặng em. À, cảm ơn anh. Bó hoa này là anh cố tình anh lựa là 9 bông.
nó chín bông theo cái người Á Đông mình ấy, thì nó thể hiện cho cái gọi là vĩnh cửu. Thì anh mong muốn là cái mối quan hệ chúng ta nó sẽ bền chặt và dài lâu về sau này. Em cảm ơn anh. Em thấy anh như thế nào? Có đúng cái tiêu chuẩn hay cái tiêu chí như ban đầu mà em suy nghĩ không? Ừ, thì lúc nào cũng thấy là cũng giống giống. Tại vì em chưa tiếp xúc nhiều nên em cũng kiểu là chưa đánh giá được nhiều lắm. Tính cách cũng khá là vui vẻ, cởi mở. Anh thì cũng ham công việc quá rồi, cứ đi tới, đi sớm về khuya đó. Thế nên là cũng không có thời gian để mà quen hẹn hò. Thì hôm nay anh tới chương trình thì cũng mong có một cái buổi gặp gỡ và nhờ anh Quyền Linh và chị Cát Tường trao cho cái cơ hội và nhờ chương trình nữa. Thì anh hy vọng là chúng ta sẽ có một cái mối quan hệ từ nay về sau nó tốt hơn. Quen nhau thì bao nhiêu lâu thì anh có thể bỏ thuốc được ạ? Nếu mà có động lực ấy thì anh sẽ giảm từ từ. Chắc trong khoảng 1 đến 2 tháng là anh sẽ bỏ dứt. À, gần đây thì dấu hiệu tuổi tác hay là gì thì đó thì anh thấy là hút vào cảm giác nên nó mệt hơn. Hai công việc mình luân chuyển khá là nhiều, chạy đi chạy lại khá là nhiều nên là cái sức khỏe nó cũng không còn như cái thời 20, 18 nữa. Nên anh chắc anh sẽ bỏ. Nhậu xong anh còn nói nhiều không ạ? Không, chắc chắn anh không nói. Tại vì khi anh say rồi là biết mình say. Mà mình say là mình nói những cái điều không hay, làm cho người ta không thích hoặc là không phật lòng người đó. Nên là anh tiết chế, anh không nói. Quan điểm về tình yêu anh nói như thế nào ấy? Là trung thủy, chân thành và cảm thông cho nhau. Đó là những cái yếu tố mà anh nghĩ là nó quan trọng nhất. Đó. Rồi bây giờ hai bạn hẹn hò nhau rồi, thời gian để dành cho hẹn hò sao? Em thì thường rảnh vào các ngày nào trong tuần? Công việc của em là văn phòng thì hành chính thì thứ bảy, chủ nhật thì em được nghỉ. Nếu mà không có hẹn với lại hội bản thân thì sẽ là rảnh ạ. Còn anh thì anh công việc anh luân chuyển nên là anh rảnh, có khi rảnh cả tuần. Công việc của anh là anh giao toàn bộ cho người ta làm, cho thợ làm. Đó. Nên là anh chỉ có tới và anh bàn giao xong là lại đi gặp khách thôi chẳng hạn. Thế nên tối rất là rảnh. Kinh doanh riêng hay? Đúng rồi, anh đang tự kinh doanh riêng. Nhưng định hướng tương lai thế nào? Em muốn sinh mấy người con? Em thì chỉ có muốn hai người con. Con đầu lòng thì em thích là con gái. À, anh cũng thích con gái. Khả năng mình nuôi được bao nhiêu thì mình cứ sinh bấy nhiêu. Con đầu lòng con gái, con thứ hai con gái luôn hả? Giống con gái cũng được. Bà chị thấy hai người là có gương mặt phu thê rất là giống nhau đó. Ở dưới quý vị có thấy vậy không? Nhìn nhau thật kỹ rồi nói trước khi chúng ta quyết định có bấm nút hay không. Em nói chứ. Ấn tượng với anh này khá là tốt, vui vẻ. Gần gần giống với cái mẫu người mà em muốn tìm kiếm, là em khá là thoải mái. Cảm ơn em. Anh thì anh thấy em rất là dễ thương, xinh xắn. Thì anh cũng có một cái chút gì đó gọi là bắt đầu thích. Chúng ta cảm nhận về nhau nhé. Nó có sự là sự bắt đầu, quyết định, bấm nút là hẹn hò, tìm hiểu và tiến tới hôn nhân. Hãy đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Chúc mừng các bạn. Hãy nắm tay này chặt nhau nè. Cặp này giống nhau thiệt đó chứ. Hôn nhau đúng rồi. Vui quá, hân hoan quá chứ đâu gì từ chối. Đúng rồi. Con xin phép cô. Đây là chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Nệm cao su Đồng Phú của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Các bạn sẽ nhận được một cặp gói và đặc biệt là một phiếu giảm giá 25% khi mua nệm Đồng Phú tại các chi nhánh trên toàn quốc. Phần quà dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang cấp bộ tế nhất trên toàn quốc. Và đây là một phần quà từ nhà tài trợ Yêu Manh Gel gửi tặng hai bạn. Rồi. Em cảm ơn anh Quyền Linh, chị Cát Tường rồi. Và ekip của chương trình đã tạo điều kiện cho chúng em hôm nay có một buổi đến đây nói chuyện và chia sẻ và mong muốn của nhau về cái gia đình sau này. Chúc chương trình có thật nhiều sức khỏe để kết nối đến những nhiều bạn trẻ hơn nữa. Rồi. Cảm ơn hai bạn nha. Chúc hai bạn sẽ sớm báo tin vui như là bao nhiêu bạn khác nha. Dạ, chúng ta cần thấy tấm thiệp trước nha. Càng nhìn càng thấy giống nhau. Nắm tay đưa bạn gái đi xem phim nha. Chặt tay nhau nào. Tay nhau nha. Luôn luôn lắng nghe luôn, đừng có lâu lâu muốn nhiều. Rồi biết nhiều một xíu. Anh thích phụ nữ là mặc quần tây, áo trắng hoặc là quần jean thì áo bốn màu trắng. Như vậy là cặp đôi đầu tiên đã đồng ý hẹn hò rồi. Mời quý vị đến với cặp đôi thứ hai.
Hả mà. Mời bạn nữ. Ở đi em. Mời bạn nam. Mời em gái giới thiệu đi cưng. Dạ em xin chào chị Cát Tường ạ. Chào anh Quyền Linh và chào mọi người đang ở trường quay ạ. Và chào anh bên kia. Em tên là Đặng Thị Nhâm ạ. Năm nay em 26 tuổi. Đang sinh sống và làm việc tại quận Gò Vấp. Công việc hiện tại của em là kế toán ạ. Quê em ở đâu? Dạ quê em ở Nghệ An chị. Dạ. Rồi mời bạn trai. Dạ em xin chào anh Quyền Linh ạ. Dạ, em xin chào chị Cát Tường ạ. Em tên là Phan Nhật. Hiện tại là em sinh sống và làm việc tại trung tâm dạy nghề lái xe dầu khí. Nghề nghiệp của em là giáo viên dạy thực hành. Còn quê em thì miền Cát Trắng, Quảng Trị. Quảng Trị đến Nghệ An cũng không xa lắm ha. Muộn về nhà bạn gái là phải đi Nghệ An nhà em. Về nhà bạn gái đi Nghệ An nhà em. Tiện quá ha. Em làm việc ở đâu em? Dạ, em làm ở huyện Tân Thanh, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Ở Vũng Tàu hả? Dạ. Bây giờ mình giới thiệu một chút xíu về bản thân mình đi nha. Em giới thiệu điểm mạnh điểm yếu của em đi. Dạ, điểm mạnh của em đó là em biết hát ạ. Em biết nấu ăn. Thì cái món ấn tượng của em đó là món trứng luộc ạ. Trời ơi, ấn tượng lắm hả? Em luộc trứng thì sao mà ấn tượng? Tại dễ chị. Vậy mai một anh về anh luộc rau cho em là được rồi. Dạ, em thích rồi đó anh. Em rất là yêu động vật. Đặc biệt là em rất là thích chó. Em nhớ là ngày xưa nhà em có nuôi một đàn chó con á. Thì em buổi tối em không có ngủ ạ. Mà em canh bắt muỗi cho chó chị. Cuối cùng chó ngủ ngon lành, còn em thì bị muỗi cắn ạ. Trời đất ơi. Bắt muỗi cho chó, chó ngủ mình bị muỗi cắn. Dạ. Thì bây giờ còn nuôi con nào không? Dạ, em vào đây thì ở nhà vẫn nuôi. Khuyết điểm của em thì em dễ giận á. Nhưng mà em giận quá tâm lắm, có nghĩa là em tự giận rồi em tự hết á. À, tại dạ. Mình giận không ai năn nỉ hết, thôi tự hết luôn. Em ơi, cho anh hỏi đi lúc... Em ơi, vâng. Cho anh hỏi lúc mà em giận lên em có cặn có bậu gì không? Không, em giận hiền lắm anh, em im lặng thôi ạ. Em cũng rất là biết ướt đó chị. Dạ. Rồi khóc rồi có ai dỗ không hay tự khóc tự nín luôn? Dạ, tự lấy thau với khăn bắt nước mắt thôi. Thau với khăn luôn hả? Ừ. Khóc nhiều lắm hả em? À, anh biết vì sao mà quay quê hai luộc rồi đó. Bạn trai bên kia rồi có hay dỗ bạn gái không? Có kinh nghiệm gì dỗ bạn gái? Bạn gái khóc không? Không biết dỗ. Em là cái ưu điểm gì, khuyết điểm gì? Dạ, em ưu điểm thì em tự lập từ nhỏ. Thì nấu ăn thì nói chung nấu được. Làm việc nhà thì ok. Nghe cái tình trường là chưa có kinh nghiệm gì hết hả em? Dạ, nói chung là cùng cỏ mà chia tay lâu quá rồi, lâu ngày rồi mà mình chưa gặp có người nào để mình chia tay. Bao nhiêu lâu rồi? Cùng mười mấy năm rồi. Quen mấy năm mà chia tay mười mấy năm rồi? Quen nhau một năm rưỡi mà chia tay khoảng 13-14 năm rồi. Từ đó đến giờ không có mối tình nào nữa hả? Cùng cỏ quen mà những người mà em quen thì không quen em. Tình đơn phương. Vậy là chỉ có một mối tình hồi coi như này là chung thủy lắm đó. Hồi xưa thôi. Còn em thì sao? Để em tính thế nào. Thực chất là chưa có mối tình nào hả chị? Để tính coi mà chưa có mối tình nào hết. Dạ, tại dâu riêng thì mình bỏ qua, chính thức thì chưa. Vậy là có nắm tay chưa? Dạ, có nắm tay bạn trai rồi, bạn trai ở lớp đó chị. Hôn má chưa? Chưa, chưa luôn hả? Vâng. Bữa nay là có hôn má đó nha. Vâng. Bây giờ mong muốn mình tìm một mẫu người bạn trai như thế nào em? Đầu tiên là phải chững chạc, điềm đạm rồi luôn luôn lắng nghe nhưng đừng có lâu lâu mới hiểu á. Bạn trai phải tâm lý nữa. Rồi biết nhậu một xíu. Là bởi vì nhà em là có năm ông anh rể mà toàn cao thủ không. Nhậu chút xíu. Dạ. Thì đi kiếm bạn trai đi nhậu chi vậy? Là nhậu chút xíu thôi chị, chứ đừng có mà ngày nào cũng nhậu. Để đủ giao lưu thôi ha. Dạ. Tại vì em cũng biết chút xíu. Em cũng nhậu luôn hả? Vâng, thì buồn cũng làm ít thôi chị. Mấy chai? Thì tầm cỡ 2-3 lon gì đó. 2-3 lon. Dạ. Rồi cũng được. Đừng có hút thuốc á. Anh có hút thuốc không anh? Có. Nói chung là thích hút mướn thích đi thôi chứ không có ghiền. Anh chưa có ghiền cái gì hết á. Cái gì cầm lên được là anh bỏ xuống được à. Chỉ gọi anh lúc nào anh buồn thì anh mới cầm một điệu lên anh hút. Cũng lúc một tháng anh hút một điệu cũng có. Mà lúc một năm anh hút điệu nào cũng có. Anh không có ghiền thuốc. Nên lúc nào buồn cứ nói chuyện em đừng hút thuốc anh. Dạ thì sau này nếu mà ở chung một nhà mỗi lần anh cầm điệu thuốc lên em biết đấy. Vâng. Biết là anh buồn rồi đó. Thì đừng bao giờ em làm anh buồn nên khỏi hút thuốc đúng không? Dạ. Em thích một người bạn trai lạnh lùng một xíu. Nhìn thấy gái lạnh lùng á chị. Trời. Là bơ với gái luôn hả? Bơ luôn. Rồi người ta lạnh lùng với em luôn thì sao? Không, chỉ mỗi em là đừng có lạnh lùng thôi. À, lạnh lùng với em thôi. Còn không lạnh lùng với em. Vâng, vâng. Còn phải lạnh lùng với tất cả các cô gái khác. Đúng rồi chị. Dạ. Nhưng mà em yên tâm đi, anh này mười mấy năm mà không có người yêu thì em hiểu rồi. Biết anh lạnh cỡ nào rồi. Anh lạnh cỡ nào, lạnh ngắt luôn rồi đó. Quan trọng bây giờ hôm nay em làm anh nóng thôi. Vâng. Rồi bây giờ anh tìm mẫu người bạn gái sao anh trai? Em thích phụ nữ là mặc quần tây, áo trắng hoặc là quần jean thì áo bốn màu trắng, rất là đẹp, tóc dài, biết suy nghĩ cho người khác, biết chăm lo cho gia đình.
Còn về vấn đề mà người phụ nữ thì có thể là em chăm sóc cho họ, còn họ chăm sóc cho con em là được. Rồi. Điều gì em không thích ở người phụ nữ? Hiền quá. Nếu mà hiền quá là trông hư. Trời. Vậy là chắc anh em cũng hư lắm, anh phải cần cái người dữ dằn, cao tay ấn một chút. Em đừng có hiền nha. Chứ để học hay rồi. Hiền quá trông hư á. Mà ra đường em, có hay nhìn gái không? Dạ, đàn ông mà chị cũng có. Nhưng mà cô này là cô tuyệt đối cấm, chỉ được nhìn mình cổ thôi. Cảnh là tuyệt đối cấm. Ra đường là phải lạnh băng, cô dữ lắm. Em đòi không chịu tìm người hiền. Cô này cô dữ lắm á. Ra ngoài đường mình nhìn có vẻ đâu miệng đâu. À, nhìn lén hả? Dạ, đúng rồi. Thì nhìn gái toàn liệt không, nhìn thẳng được. Anh ơi, em có giác quan thứ 6 thì anh nhìn lén em biết à? Ghê chưa? Em ơi, giác quan thứ 7 chủ nhật anh cũng lo chứ thứ 6 làm gì. Mạnh miệng dữ. Kế hoạch kết hôn của em sao? Càng sợ càng tốt. Mình đã chuẩn bị những gì rồi? Dạ, em thì nhà cửa thì có hết rồi, mà giống thiếu gì hết, mỗi thiếu nợ. Em nói thật đó. Thiếu ngân hàng để tiền lấy tiền làm ăn đó đúng không? Dạ. Bây giờ em ở Vũng Tàu, cô này ở thành phố. Thì kiểu như hẹn hò thì bao lâu là em mới thăm cổ đi chơi, đưa cổ đi chơi đồ được? Công việc của em á, thì dạy lái xe ô tô cho nên thường là em rất bận vào ngày thứ bảy và chủ nhật. Còn ngày trong tuần thì có thể sắp xếp được. Bao lâu thì lên thăm cổ được một lần? Tùy theo tỷ nửa bốn mắt nhìn nhau. Nhưng bây giờ hứa thì làm sao? Mình thích thì là nhiều rồi, lần mà rồi. Không thích là đúng, nó... Động lực càng cao đi càng nhiều. Rõ ràng vậy đúng rồi. Được. Đúng không? Rất là bản lĩnh, rất là tự tin. Rồi. Triệu like không chị? Hả? Có triệu like không chị? Không chị, thì chỉ có một like thôi em. Làm gì mà triệu like dữ vậy? Rồi, em gái. Em có ngại được xá xa xôi không? Yêu nhau mấy nước cũng đẹp, mấy nước cũng trèo. Vấn đề chỗ là anh này nghề nghiệp ổn định nè ha. Nói anh nói vui thôi. Chứ mười mấy năm anh không có người yêu thì chắc chắn anh cũng rất là chững chạc. Chứ nếu không cái chục mối tình rồi. Dạ. Anh lấy em về Vũng Tàu làm dâu em chịu không? Dạ thì nếu mà yêu nhau thật lòng thì đâu cũng được anh. Đâu cũng được đúng không? Dạ. Em có cái mẫu người lý tưởng nào không? Dạ như anh là được rồi. Như anh hả? Dạ. Anh này anh ốm hơn anh đẹp trai hơn anh, anh duyên hơn anh. Dạ em vì em thích nữa. Thích nữa đúng không? Dạ. Anh hơi mập. Khoe làm chi vậy, nó nhìn ta biết rồi còn khoe nữa. Thiệt, giấu bớt đi. Thôi, đàn gái cũng có duyên, cũng dễ thương ha. Hôm nay mình đi với ai em? Dạ em đi với hai chị gái và bạn của em. Dạ em xin chào anh Quỳnh Linh. Rồi, chào và em. Chị Cát Tường dễ thương cùng toàn thể quý vị khán giả. Qua cuộc nói chuyện vừa rồi em thấy bạn trai bên này tính tình cũng hiền lành, nói chuyện cũng dễ thương, ngoại hình thì hơi gầy chiếu. Ở nhà thì Nhâm là tuy vui vẻ hoạt bát với sống hoạt động là vậy, nhưng em ấy sống rất là nội tâm, có chuyện gì buồn vui buồn gì là ít tâm sự cùng ai lắm, mà giấu mình là khóc rồi. Cho nên đến với chương trình chị mong hai em là có thể cho mình một cơ hội tiến xa hơn, và xa hơn nữa là có thể là hôn nhân. Em cảm ơn. Rồi, cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Anh trai đi với ai? Dạ em đi với em trai ruột và em gái ruột luôn. À dạ em xin chào chị Cát Tường xinh đẹp, em chào anh Quyên Linh dễ thương và chị gái bên này ạ. Theo em nhận xét chị gái ở bên này cũng là khá dễ thương, búp mát, không quá gầy, nói chung là phù hợp với tiêu chí của anh em tìm kiếm ạ. Anh trai của em cũng rất là nóng tính, nhưng mà em nghĩ cái sự nóng tính đó chị sẽ kiềm lại được. Và hiện tại thì anh em cũng có nhà riêng rồi, ở một mình rất là đơn độc. Nói chung là ông ở nhà riêng ở một mình thôi, nên cũng mong có vợ để về ở với ông cho vui. Em xin cảm ơn ạ. Em nghĩ thì anh chị nên cho mình một cơ hội để tìm hiểu nhau. Rồi, bây giờ kéo màn lên ha. Hai người này bổ trợ cho nhau được đó. Thì lần đầu tiên em nhìn thấy anh như thế nào? Dạ, em thấy anh cũng hiền, cũng chân thật. Nói chung là nhìn ở bên kia thì em cũng thấy thích rồi. Từ bên nào anh? Bên tấm rèm chưa kéo xuống á. Để em gặp nhau đâu ngoài đường anh. Anh thấy làm sao? Giống như em gái vừa nói sao. Anh có quan trọng về ngoại hình không? Người đàn ông nào cũng có hết á. Anh thấy em thế này là ổn chưa? Nói chung thì về mặt băng chúng thì cũng ổn. Làm như đi coi mặt bằng. Còn cái mặt bằng riêng là chưa biết không? Anh có thích đi du lịch không? Đi du lịch thì hầu như ai thích đi. Anh cũng vậy thôi. Tại vì em rất là thích đi du lịch. Là em hy vọng nếu mà mình có hội thì mình nhau đi du lịch. Anh có thích đọc sách không? Không. Anh ngày xưa anh đi học là đọc truyền thì anh chỉ có xem hình, không có đọc chữ. Đọc chữ nhiều mệt, xem hình cho nhanh. Hồi nãy bạn nữ giới thiệu ưu điểm là hát hay. Em có muốn nghe bạn nữ hát tặng mình một đoạn nào đó, một bài hát nào đó không? Dạ, có chị. Xin gửi tới mọi người một đài con vọng cổ. Vọng cổ.
ai đã cùng em thề câu nguyện ước, trồng cao mâm quả đưa sang đàn trai đón dâu về. Chim quyên có bạn có bầy, nỡ sao anh để lẻ bầy lòng em. Có thương có nhớ quê nhà, vì mà nghe giọng cô nhớ hoài tình em. Hay chứ, à, lạ đấy. Bạn trai đáp lại liền. Hòa bình ơi, ơi hòa bình ơi, sao em nỡ lòng lúa khô ngoài đồng, sao em nỡ lòng. Em biết không? Rồi đó hả? Đang đặt cảm hứng vậy. Hả? Đang đặt cảm hứng vậy như đang dừng hết. Đó, anh đang tăng cảm hứng lên đó, vỗ tay quá trời luôn đó. Thế là vui được rồi. Sao em nỡ lòng để lúa khô ngoài đồng hết? Sao em nỡ lòng được rồi? Rồi tiếp tục tâm sự đi hai bạn. Hẹn hò như thế nào? Đúng rồi. Đó hồi nãy em nói là khi nào phải thấy mặt rồi mới biết được. Tuần lên mấy lần rồi giờ em chia sẻ. Tuần lên mấy lần anh? Có thể là tuần nào mà được thì có thể là lên 2-3 lần. Có thể là 1 lần. Xa lắm à. Thế anh dành một nào? Không có biết trước được. Bởi vì phụ thuộc vào học viên. Bây giờ trong trường thường là dạy lại mà giống như là kiểu dịch vụ vậy đó. Mình phải làm cho hài lòng khách. Thời gian là không hứa được. Đúng rồi, họ rảnh giờ nào mình phải tập lái cho họ giờ đó đúng không? Em thấy anh ít hỏi quá. Đang nhìn đó. Anh có thấy sét, có thấy tia sét nào? Thử cấp tay rồi, có thử tay còn truyền được điện không? Đúng rồi, tay có đổ mồ hôi nhiều không? Được. Cầm lâu lâu chút đi. Cầm đi, chừng nào mà thấy ướt mồ hôi mới được. Cầm vô, cầm chặt hai tay. Lấy để ướt luôn, cho ướt. Cầm tay rồi thấy gì? Em thấy lạnh thôi chứ không có thấy nóng từ sét gì cả. Em sẽ nói trước nha. Em nghĩ là mình đến đây là một cái duyên rồi. Thì em hy vọng là cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Rồi, bạn trai sau khi nắm tay xong thì mình cũng phát biểu cảm nghĩ của mình hiện tại như thế nào, rồi chúng ta quyết định. Anh suy nghĩ đi, cho suy nghĩ tới sáng đó. Có lẽ là anh em mình tại đây là gặp nhau coi như là có duyên. Anh là người đàn ông thích nói thật chứ không giả dối. Yeah. Thì thật lòng anh luôn thì chắc anh em mình không có cảm xúc. Yeah. Cảm ơn anh. Cảm ơn hai bạn. Yeah. Hãy đặt tay vào nút bấm nha hai bạn. Cảm xúc của mỗi cá nhân là chúng ta nên tôn trọng. Nhân duyên để gặp nhau ở đây, có những phút để trò chuyện với nhau. Bây giờ chúng ta hãy cảm nhận lại về cái suy nghĩ của mình, về cảm xúc của mình từ nay đến giờ để đưa ra quyết định. Đủ cảm xúc thì chúng ta bấm, không thì chúng ta có quyền không bấm. Đó là quyền lựa chọn của mỗi người. 1 2 3 Hết thời gian. Mời em. Có thể là các bạn có duyên nhưng chưa có phận với nhau. Đừng lo lắng gì cả. Có thể chúng ta sẽ trở thành những người bạn rất tốt. Chúc các bạn sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình. Phần quà dành cho mỗi bạn là phiếu mua hàng thời trang cao cấp từ hệ thống thương hiệu thời trang cấp bộ TX trên toàn quốc. Dạ, cảm ơn chị. Và đây là phần quà của nhà tài trợ Human Gel gửi tặng hai bạn. Rồi, mỗi bạn sẽ nhận được một chiếc gói cao su Đồng Phú của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Cảm ơn hai bạn tham gia chương trình.